Vâng, đấy nó không có gì đâu. Chúng chi không mất về thế này. À. Sao bên kia giờ? Ồ. Ồ. Mấy cái chân ấy, cái bắt đố thì nó không lấy. À, là nó có bới để mà tìm cái gì không ông? Nó bới là tìm... Hang ở đây à? Hả? Đây, dưới kia thì không biết là đặt là một cái cục sắn lên này. Trên này thì bảo là chèn đá, nhưng mà trong này thì không có cái gì cho nó ăn cả. Có vẻ như nhìn thấy từ xa thì thấy là một cậu bé rất là giống bé Mạnh cô bác ạ. Đang ở dưới kia, không biết là em ấy làm gì cô bác. Hay có thể là nhìn thấy cháu Đực lên là em ấy lên đây sao cô bác? Nhìn từ xa thì có vẻ như là rất là giống bé Mạnh. Cháu Đực xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa cô bác, hôm nay cháu Đực lại tiếp tục xuống nhà của hai ông cháu của bác ạ. Thứ nhất thì là xuống chia sẻ về cái cuộc sống hàng ngày của hai ông cháu là làm những gì và có bị làm sao không cô bác nhá. Và đồng thời thứ hai thì có một cái tin mà rất là buồn cô bác ạ. Cháu Lực bị một cái cuộc điện thoại lạ là gọi đe dọa, là nói là không cho cháu Lực đón bố Mạnh là quay trở về. Đấy, nhưng mà không biết là cái lý do mà tại sao lại có cuộc gọi của bác. Cuộc gọi đấy thì là cháu Lực chỉ có gọi được về thôi, nhưng mà cháu Lực không có gọi được đi cô bác ạ. Cuộc gọi đấy thì cháu Lực chỉ có nhận được thôi, cháu Lực cũng không có gọi được đi cô bác. Cháu Lực gọi lại rất là nhiều lần đấy, nhưng mà đều là máy bận hết cả cô bác ạ. Đấy, còn bây giờ thì xin mời tất cả các bác cùng theo dõi video và cùng cháu Lực đi xuống nhà của hai ông cháu của bác nhé. Trong khoảng thời gian vừa rồi thì khi mà cháu Lực chia sẻ cái hoàn cảnh của hai ông cháu lên thì cũng được rất là nhiều các ông bà, cô chú, anh chị là quan tâm tới hai ông cháu và gửi cho hai ông cháu rất là nhiều quà. Đấy, đồng thời đó thì cũng có Mạnh Thường Quân là gửi tiền để mà làm nhà cho hai ông cháu. Đấy, bây giờ thì hiện tại thì cháu Lực sẽ triển khai tới cái vấn đề mà làm nhà của hai ông cháu trước cô bác ạ. Có vẻ như nhìn thấy từ xa là thấy ông đang làm ruộng ở phần phía bên ngoài cô bác ạ. Thời gian vừa rồi thì nhà hai ông cháu thì cũng đã trồng hết xong cái phần lúa rồi cô bác ạ. Tôi vừa thấy Mạnh ở đây không biết là lại chạy đi đâu rồi. À, cháu Lực nhìn thấy là đang ở dưới góc cây dưới kia cô bác. Cái Mạnh thì rất là ngoan, ông thì là một mình là đang làm ruộng ở dưới kia, còn là Mạnh thì là một mình khác chơi đâu cô bác. Nhà ông trồng hết lúa chưa? Chưa à? À đây, đây Mạnh ra đây, đang làm gì đấy Mạnh? Ôi chỗ này thì có vẻ như có nước rất là nhiều. À cắt tóc rồi, nào ra đây chú bé nào, ra đây. Ra đây nào, đi, sao lại đi đường đấy? Ra đây. Ra đây, bỏ tay ra. Bỏ tay ra chú Bi. Có vẻ là rất là đẹp trai hôm nay. Ôi dồi, cái gì rơi? Dép. Dép rơi à? Rồi, đây. Sao lại dép, bao nhiêu dép mới đâu hết mà đi dép cũ thế này? Dép mới đâu hết rồi? Ông mà. À. Bảo ông là, bảo ông là đeo dép đi. Ôi dồi, không biết là vé cái gì ở chân, chân này đây. Đi xuống cái này xem nào. Đi vào đường nào đó. Tại vì đường này thì chỗ này thì có nước rất là nhiều các bác. Ông Mạnh thì đi đâu rồi? Ở kia làm cái gì? Hả? À. Đấy. Mạnh à, chào các ông các bà nào Mạnh. Chào các ông các bà. Từ nào nói lại nào. Con chào các ông các bà. Rồi, đấy Mạnh thì là rất là ngoan các bác ạ. Đấy, lần sau thì chú xuống thì chào chú nhá. Xong rồi chào các ông các bà nhá.
Không. Nhớ chưa? Không. Thế hôm nay là Mạnh có đi học không? Mạnh cho chú hỏi là hôm nay Mạnh có đi học không? Đi. Đi à? Đi học đến mấy giờ thì Mạnh về? Có biết giờ không? Không. Là không biết. Thế là Mạnh đi học là về với ai? Kiết. Về với Kiết à? Sao ai lại... Ai bấm cho cái này ấy? Để như này chứ. Đấy. Để như này thì cao quá. Hay để như này thì cho nó thoáng một chút. Thế Mạnh đi học thì mấy hôm nay là học được cái gì rồi? Hả? Có biết ăn cơm là phải mời không? Hả? Biết à, nếu mà bây giờ Mạnh ăn cơm thì Mạnh mời ông thì Mạnh nói như nào? Con mời ông. Con mời ông ăn cơm à? Không. Rồi, thế bây giờ gặp chú thì Mạnh nói như nào? Chào chú. Rồi, rất là ngoan của bác ạ, rất là đáng yêu. Thế thì Mạnh một mình khác chơi thôi à? Không. Thế hôm nọ chú mua sứa cho đi hết chưa? Hết rồi. Sao hết nhanh thế? À, uống nhanh thế. Uống từ từ thôi. Thế bánh còn không? Hả? Bánh thì còn không? Không. Bánh này cũng hết rồi à? Thế lần sau chú xuống thì chú lại mua bánh cho Mạnh nhá. Không. Nhưng mà Mạnh phải ngoan nhá. Không. Lần sau chú xuống thì là chú Mạnh gặp chú là phải Mạnh phải biết ra chào chú nhá. Không. Rồi, đi xem ông là ông ở tận đâu ấy. Đưa chú đi xem ông nào. Lon to này của bác này, không biết là ai cắt tóc cho Mạnh nữa. Cái này dâu này rất là to. Nhà ông còn chỗ này nữa à? Cái này là ông cuốc lại à? Nào. À. Đi đâu ấy Mạnh? Thế là Mạnh đi học là tự về à không? Hôm nay không đi học à? Hôm nay là được nghỉ rồi cô bác ạ, hoặc là không có đi học. Và ông ra đây làm ruộng lâu chưa? Làm được một lúc rồi á? Để ông gửi lời chào tới tất cả các bác, ông quay ra bên này không? Chào các bác nha, các bác các chị nha. Thế là ở dưới phân ở dưới này là nhà ông trồng hết rồi đúng không? Vâng. Với cái thử dụng mà này cũng chưa. Chưa trồng đúng không? Đây máy ạ. Máy hỏng à? Đây cái cây nương tỉnh dưới. À. À thế là hôm nào mà bố quyết thì mới xuống cày được cho ông đúng không? Sáng mai về. Sáng mai về thế thì ngày mai thì cháu lai phân đạm lên trên xong là cháu gọi điện cho ông nhé. Vâng. Ông đi lấy được sim chưa? Chưa lấy được sim á? Chưa lấy được. Ôi lâu đấy ông. Nó ông trưởng thôn nó bảo nó lấy cho. Lấy cho á? À, thế chắc ở nhà trưởng thôn rồi mà ông? Không, nó bảo mua cho. Bảo mua cho á? Nó bảo nó mua sim Vina. À. Thế thì sim họ làm mà định danh thì không được à ông? Không được đấy. Đấy, ở đây thì về cái phần sim điện thoại của bác thì phải lấy căn cước công dân đi thì mới mua được. Và cháu Lực cũng không có dám là mua hộ ông tại vì là mỗi số điện thoại thì nó sẽ là một số căn cước công dân đấy các bác, nó có số định danh nữa. Thế thì lúc nào mà cháu lấy flycam bay từ trên kia xuống là ông biết đường là ông lên nhá. Vâng. Nhá. Vâng. Thế mà ngày mai nhá. Thế mai à? Vâng. Thế mai nhỉ? Vâng. Mai ở nhà. Mai là ở nhà không? Ở nhà thôi. Mai là ở nhà thôi à? Bây giờ là ruộng thì là ông làm hết rồi thì ông còn việc gì để làm hay không bây giờ ấy? Bây giờ mai cháu về làm này, xong thì cấy được hay thử rồi xong mới... Còn nương không làm kịp nữa. À, nương à? Nương sắn chín tí. À, nương sắn kia thì chắc là để mà trồng sắn tiếp đấy chứ ông? Vâng. Ờ. Để đào sắn hết. Hôm qua đi hủ cháu chiên đi đào đến dưới. Đào được cả một ngày nó cho một bao. Cho một bao sắn á? Vâng. Vắc này cũng không nổi. À, thế là vừa rồi là cháu thấy ông phơi ở kia đấy là sắn hôm qua là ông đi... đi đào về đúng không? Vâng. Là mình hộ người ta đào xong người ta cho mình thêm một bao sắn nữa đúng không? Vâng. Sắn ấy thì ông đem về là ông để làm gì? Ông băm nhỏ thế này cho gà ăn. Băm nhỏ thế cho ai gà ăn à? Vâng.
Thế gạo thì hiện tại thì còn không ăn ở trong nhà ấy? Đâu á? Vâng. Họ còn một hai ống nữa. Một hai ống nữa à? Vâng. Thế thì ngày mai cháu xuống thì cháu sẽ mua cho ông là cái bao to to một chút nhá. Vâng. Bao nhỏ thì ăn thì nó cũng hết rất là nhanh. Vâng. Hôm nay con đi hủ anh em làm như ăn của nhà anh em nhiều, nhưng không thể hết nữa. Vâng. Trong thời gian này thì là ông cũng thứ nhất một phần là đi lấy công và một phần thì ông là đi đi làm thuê ở ngoài cô bác thì là ăn ở bên ngoài luôn. Thế là buổi tối là Mạnh là cùng ông là đi ăn cơm luôn à? Vâng. Vâng. Thế bây giờ ông nghỉ chưa hay là còn làm nữa không? Nghỉ rồi, mai mới làm à? Thế thì ông cháu mình về nhà thôi nhỉ? Vâng. Nào Mạnh về đây. Ấy, đi đường nào ấy? Ấy, rồi ôi. Ôi rồi ôi. Mạnh thì rất là đẹp trai nhỉ hôm nay ấy. Đáng yêu đấy. Đi ở công chú không? Hả? Có đi ở công chú không? Phải nói không không được lắc đầu, có đi ở công chú không? Không. Không á, thế ở cùng ai? Ở cùng ông thôi à. Rồi Mạnh thì ai rủ cũng không có đi ở cùng đâu cô bác ạ. Tại vì là một tay của ông là nuôi nấng lên mà. Đến bây giờ thì cũng được 5 tuổi rồi. Đấy. Ông đi đâu là đi theo đấy, cũng rất là ngoan. Khi mà ông làm những công việc ở nhà thì cũng tự biết là tự khắc là chơi một mình cả. Mặc dù là không có một món đồ chơi nào các bác, nhưng cái món đồ chơi của Mạnh thì chỉ là những cành cây này, xong là những cái cuốc này, cái xẻng này để mà đào ở phần đất ở bên kia thôi. Cái này là ông băm nhỏ ra à? Ôi như này thì cũng gọi là chưa được băm nhỏ đâu ông. Ô cái này thì vẫn còn to như hạt ngô này cô bác này. Nếu mà có máy thì phải nền thì nó mới ấy hơn. Cái này mày nữa mày lại mang đi nghiền tiếp vào không? À đây là cho gà ăn đúng không? Thế như để như này mà lại phơi tiếp à? À. Đấy hôm qua là ông là đi hộ là người ta là một ngày thì là người ta cho một bao sắn này, coi như là tiền công nữa cô bác ạ. Mày tìm cái gì ấy? Hả? Mày tìm cái gì? Nói chú nghe xem nào. Hả? Tìm cái gì? Tìm cái gì? Cuốc á? Tìm cái gì? Cái cốc á? Cốc để làm gì? Nước. Nước á? Thế cốc đâu hết rồi? Cốc Mạnh đâu hết rồi? Hả? Cốc đâu rồi? Đấy, một cậu bé mà năm nay mới chỉ có 5 tuổi thôi các bác. Số phận là khiến em ấy trở thành một cậu bé mà mồ côi luôn. Một mồ côi. Mồ côi rất là sớm, mồ côi từ năm lúc mà 2 tuổi. Bố mẹ là bố thì bị hiện tại thì bị lừa sang Campuchia, còn mẹ thì cũng theo đó thì cũng bỏ đi theo giai mất rồi. Sao lại đi đường đấy Mạnh hả? Cái đường này ai ạ? Cái đường này sao lại vào được với ông bây giờ ấy? Cái chỗ này thì là bị làm sao mà Mạnh chui được vào đấy không? Sao nó hở to đấy? Nó không ở đâu, nó về phá đi vào nhà. Nó cũng ở phá đi vào nhà. Vâng, tưởng có cái gì nó về phá đi. Ồ, thế là có mất gì không ông? Chả có gì. Là vào trong là không có gì à? Vâng, đấy nó không có gì đâu. Cái gì không mất về thế gì? Sao bên kia ra? Ồ. Ồ. Mấy cái chân ấy. Cái bắt đố thì nó không lấy. À, là nó có bới để mà tìm cái gì không? Nó có bới là tìm cái gào, cái dưới đây, cái có ít nó không, à, không lấy. À, thế chắc là nghĩ là ông là ở, có tiền là để trong nhà là thành ra là vào là lục lọi nhà cửa đúng không? Vâng. Thế là nó phao lục cái túi quần, cái gì, túi áo gì, vứt lung tung hết. Vứt lung tung hết á? Vâng. Ôi dồi. Đấy, nhà sau một thời gian mà được các bác Mạnh Thường Quân là giúp đỡ là có người kẻ xấu vào là soi mói xem là có cái gì không đấy các bác.
Rất là may là cũng không có bị mất cái gì cả. À, tại vì là ở trong nhà của ông thì cũng chẳng có cái gì là gọi là giá trị nữa cả. Đây này, cô bác này. Thế là phá ở đây vào luôn. Thế thảo nào là vừa rồi thì cháu được nhìn thấy là bé Mạnh là chui từ đường đây vào này cô bác này. Đấy. Ồ. Thế là ông bây giờ thì cũng ông cũng chưa sửa lại à? Ờ. Đấy cô bác này, chắc là có một số những cái thành phần xấu khi mà xem những thước phim của cháu Đực lên ấy thì biết được rằng là các bác là đưa tiền cho đấy, nhưng mà tiền của ông thì chắc là ông thì có 100-200 nghìn thôi, xong là ông để vào trong túi là để cầm đi theo rồi, thậm chí là cả điện thoại nữa, nghĩ rằng là lấy điện thoại đi nữa. Thế là điện thoại có bị mất không ông? Điện thoại không bị mất đâu à? Đây là ông cho gà để ăn à? Đi vào phần, cháu được đi vào phần phía bên trong này xem nào. Ôi rồi đây này cô bác này, thấy là ở phần phía bên kia thì lục tung hết là vẫn còn ông còn chưa có sắp xếp lại mấy. Đây là Mạnh chơi cái gì đấy hả? Sao lại nghịch đinh thế này? Đinh này lấy cất đi, không nên nghịch đinh gì đâu, nghịch cái kia đâu. Đây này, sao lại chơi những cái món đồ đinh, chơi toàn đinh này. Cất cái này đi cho ông này, cất ở đâu? Mạnh lấy đâu về? Cất vào. Cất đi cho ông. Nào để đấy, không được đổ ra. Nào Mạnh ra đây, chú bảo. Ngồi đây. Lần sau là Mạnh lại không được đi theo đường kia nhá. Mai chú bảo ông là sửa lại là đi học về là không được đi đường kia nhá. Không. Thế hôm nọ Mạnh có bị mất cái gì không? Không. Không bị mất cái gì đâu à? Thế có mất kẹo không? Kẹo của Mạnh có mất không? Sứa có mất không? Sứa có ai lấy không? Hả? Kiết á? Kiết ăn. Kiết ăn cùng à? À chắc là đi học về là Quyết xuống đây là chắc chia cho Quyết là 1-2 hộp đấy. Nào đứng dậy chú xem nào, vé cái gì chân đấy? Đứng dậy xem nào. Mạnh đứng dậy nào. Đứng dậy. Đứng dậy xem nào, chú xem là viết cái gì chân đấy. Nào. Đứng con không vững này, chú xem nào. Ôi giời, cái đây là cái gì đây? Hả? Đây là cái gì? Nào, ngồi xuống trả lời chú xem nào. Đây là cái gì? Cái gì đây? Ai vé cho? Cô vé cho á? Ừ, không biết là cô nào vé cho. Đây là cái gì đây? Đây là ai viết cho? Hả? ngại cô bác ạ. Ra đây, ngồi đây chú bảo. Lần sau là Mạnh không được lấy bút ra viết ở chân nhá. Ôi dồi ôi, đây này. Lần sau là Mạnh không được lấy bút ra viết ở chân nhá. Nhớ chưa? Nhớ à? Rồi, Mạnh làm như thế thì lần sau các ông các bà là không yêu Mạnh nữa đâu. Mạnh ở bẩn là không yêu đâu nhá. Mạnh rất là ngoan, rất là đáng yêu cô bác. Đây ở trong nhà thì hiện tại là có cái bóng đèn năng lượng mặt trời vào thì cũng khá là sáng một góc ngôi nhà luôn cô bác. Hai ông cháu thì đến giờ là vẫn chưa có nấu cơm. Cháu được nhìn thấy là ông là ở phần phía bên này là đang chuẩn bị là nấu cám. Đây là cho lợn hả ông? Thấy là lợn của nhà ông thì cũng chỉ có ăn là nguyên lại cây chuối à với lại mấy cái cỏ dại thôi nhở. Cám còi thì cũng không có cô bác ạ. Cám thì thật sự ra thì hầu như là ở trên vùng cao ít nhà nào mà cho ăn cám lắm cô bác ạ, chỉ trừ phi những cái nhà mua tăng trọng cho thôi. Đấy, lại ăn mì tôm rồi đấy. Cái cặp này là cặp của ai đấy hả? Cặp này có phải cặp của Mạnh không ông? Của Mạnh. Của Mạnh à? Ra đây là Mạnh, ra đây chú xem cặp nào, xem bên trong có cái gì nào. Ui, cặp này thì có vẻ như là ông mua cho Mạnh từ rất là lâu rồi các bác ạ. Nhìn thấy là những cái khóa này thì cũng đã hỏng hết rồi. Nào chú xem nào, đi đeo dép vào. Đeo dép kia vào. Xem là bên trong này có gì đấy. Úp, rất là cứng. Ở trong này có cái gì đâu ông? Nào đây, đeo chú xem nào. Thế đi học là đeo cặp này à Mạnh? Hả? Xem nào. Thế đi học đeo cặp nào?
Thử Mạnh thử đi ra bên kia cho các ông các bà xem nào. Đi đi ra đây, đi ra đây. Đi thẳng đi. Cảm ơn cô bác này. Có vẻ như là ông mua từ rất là lâu. Cặp này thì mua được từ bao nhiêu năm rồi ông? Gần 2 năm rồi. Ồ, đến lúc mà Mạnh đi vào trường là bắt đầu mua cho ông Mạnh à? Đi vào nó chưa học thì nó không mang đi. Nhà đeo chơi. Mạnh thì phải mua những cái cặp mà siêu nhân to gì là mấy thích cho lắm. Mấy hôm nữa thì cháu được xem mua cho Mạnh. Hôm nào xuống thì cháu được xem mua cho Mạnh là thêm là cái cặp vậy. Rồi sau chú mua cặp cho Mạnh đi học thì Mạnh đeo đi học nhá. Nhá. Cái cặp này thì có vẻ như là mở ra rất là khó rồi cô bác ạ. Đấy thấy em ấy. Thì nó hỏng nhá. À nhớ mì tôm vào trong. Nhét một gói mì tôm vào trong cô bác. Rồi, đeo cặp đi học ấy, thế nào? Bẩn hết rồi ấy. Vừa rồi nó nắm, vừa rồi. Hai ông cháu thì ở trong một cái ngôi nhà như kiểu là một túp lều đúng không các bác? Vào phần ở phía bên trong thì cũng chẳng có đồ đạc gì mà giá trị cả. Những cái đồ đạc giá trị thì cũng chỉ được là các bác gửi cho hai ông cháu thì mới có thôi. Rồi, đi học đi, đi cùng chú đi về nhà chú nhá. Nhá. Đi đi, mai chú đưa về. Cùng đi á. Ôi giời ơi. Nguy hiểm quá mẹ ạ. Rút ra nó xoẹt phát. Thế là Mạnh là chơi ở đây à ông? Cái này là làm cái gì đấy hả Mạnh? Cái này là làm cái gì đây? Ô tô à? Hay là làm cái gì? Cái cuộc sống diễn ra hàng ngày của hai ông cháu là nếu mà không có đi đâu làm thuê thì vẫn ở xung quanh nhà là tự có làm những công việc ở nhà có. Mà để mà ruộng nương thì cũng không có nhiều, chỉ có là vừa đủ thôi. Còn ngoài ra đó thì ông lại đi kiếm củi để mà đem đi bán cô bác. Như cái tấm bạt này thì là không có được lâu đâu ông ạ, bây giờ cũng chỉ được mấy tháng thôi ấy nhờ. Đấy, cũng sắp giòn đấy, cũng sắp là chuẩn bị nên thay đấy. Cái chỗ này thì ông làm đến đâu rồi ông? Trường đào à? Thế thì bây... Vâng, thế thì hôm nào ông hết làm hết thửa ruộng của ông rồi thì ông sửa sang lại chỗ này một chút ông ạ. Đấy, bây giờ thì làm cái chỗ này cho nó chắc chắn đã. Để cho lúc mà hai ông cháu còn mưa to quá con biết là vào đây mà trên mưa trên nắng nhá. Chứ ở cái thật sự ra ở cái nhà bên này này cô bác này thì có những cánh cột mà cái cột làm bằng tre thì cũng phải nói là cháu được nhìn thấy là cái ở phần đáy nó rất là mọc rồi. Hay không biết là ở trên đây những cái chỗ mà gọi là khu vui chơi của em Mạnh luôn cô bác ở trong đấy thành ra là đi nhiều quá như kiểu là sạch xanh luôn rồi. Ấy cái gì đây? À thế là biết là ra đây bẫy chuột à? Có phải là Mạnh bẫy chuột đúng không? À đây có vẻ như là cái này thì hỏng rồi. Cái hỏng rồi thành ra là cũng học theo ông là để mà đem đi bẫy chuột đấy. Đấy, vừa mới trèo lên trên kia tư tưởng là lên trên này làm gì. Ở những cái chỗ này thì có vẻ như là Mạnh nghịch là hầu như là như kiểu con gà bới luôn cô bác ạ. Trèo đi đâu ấy? Đấy, đằng sau thì còn đeo thêm một cái cặp nữa cô bác. Nào thôi Mạnh ơi đi xuống đi Mạnh ơi. Mạnh đi xuống đây. Đấy con chó sủa kia rồi. Con ma đấy. Kêu con ma đấy Mạnh ơi. Đi xuống đây, có con hổ đấy, đi xuống đây. Đi xuống đây. Không lên đâu, đi xuống đây. Đi xuống đây. Nhanh có con hổ ấy, nhanh. Đấy. À rất là can đảm của bác ạ. Dọ nói từ là hổ cũng không có sợ cả. Nào ra đây. Đi về thôi. Mấy ơi, đi về thôi.
lại không biết là đi đâu các bác này, như kiểu là học cách mà sinh tồn hoặc cách gọi là tự lập đấy, đi bẫy chuột đấy, nhưng mà cái cặp lồng kia thì bị hỏng mất rồi, thì gọi là em ấy dùng chỉ là dùng để chơi thôi. Ôi rồi đi theo Mạnh xem là cách một cậu bé mà 5 tuổi bẫy chuột là như thế nào. Đằng sau thì còn đeo ba lô nữa các bác. Hay ở đây thì có vẻ như là Mạnh ơi, rơi cái gì rồi? Rơi cái này rồi đây. Đây có vẻ như là cái hàng ngày là em mới đều làm như thế cô bác ạ. Bẫy ở đâu? Hả? Bẫy ở tận đâu? Mạnh bẫy ở tận đâu? Hả? Đào lên một cái băng. Hang ở đây à? Hả? Đây dưới kia thì cũng biết là đặt là một cái cục sắn lên này. Trên này thì bảo là chèn đá nhưng mà trong này thì không có cái gì cho nó ăn cả. Mạnh có bẫy được con nào không? Hả? Không được á? Thế trước anh giờ chưa được con nào à? Mạnh có bao giờ bẫy được con nào không? Hả? Chưa. Thế ai dạy Mạnh bẫy chuột? Kiết. Kiết dạy á? Thế ông không dạy Mạnh bẫy chuột à? Không. Ồ. Đấy có vẻ như là nhìn thấy người lớn làm là biết học theo cô bác ạ. Đấy đi, bây giờ đi về nhà thôi. Nhá, không ra đây nữa nhá. Tối rồi nhá. Đi cẩn thận nhá. Cái gì đây? Còn nghĩ cái gì nữa? Hai ông cháu thì phải nói là đi ở bên ngoài làm hết cái công việc. Thì đến Đông Áng thì bây giờ mới đến giờ mà nấu cơm. Cái này là để cho cám lợn ngày mai hả ông? Thế là tối nay là phải nấu đợi rồi à? Nấu đợi. Mạnh thì hiện tại là vẫn còn rất là nhỏ của bác ạ. Thành ra là để mà phụ giúp được cho ông những cái việc mà nấu cơm như này thì không có giúp được ông cả. Mai sau, mai độ tầm 1 năm nữa là Mạnh có thể giúp ông nấu được cơm đấy Mạnh, ông nhỉ? Em Mạnh thì cũng là một cái cậu bé mà rất là hiểu chuyện của bác ạ. Như ông chia sẻ với cháu được rằng là nếu mà lúc nào mà ở đây mà trời mưa nhiều quá là hai cháu không thể nấu cơm được. Ôi ở đây có con sâu to. Sâu này ông này này. Ông bắt nó đi, con này thì có vẻ như là rất là ngứa đấy cô bác. Mày có sợ con này không? Hả? Mày có sợ con này không? Mày có sợ con này không Mạnh? Đây này, Mạnh thấy không? Hả? Mạnh, con này Mạnh có sợ không? Sợ á? Ui, con này mà đi vào người thì có vẻ như là rất là ngứa đấy cô bác ạ, con này ấy. Có phải Mạnh bắt để đây không? Không phải đâu à? Thế tối nay là hai ông cháu là ăn gì không? Ôi. Băng đắng tối nay là hai ông cháu ăn băng đắng này á? Mạnh có ăn được băng đắng này không?
không ăn đâu. Mày không ăn á? Thế là tối nay là mày mày ăn cái gì không? Ăn mì tôm cho nó. Tối nay là ăn mì tôm á? Thế mì tôm hôm nọ chú mua về là còn à? Vâng. Còn nhiều không? Nhiều. Để mì tôm thì để dành buổi sáng là ăn. Mày ăn sáng nhá, đừng có ăn nhiều mì tôm quá nhá. Vâng. Ăn sáng không là đi học nhá. Rơi xuống dưới kia sao rồi ông ạ? Rơi trong nồi á? Rơi vào trong nồi cám rồi. Bây giờ thì chắc là hai ông cháu cũng nấu cơm xong là chuẩn bị là ăn cơm. Các bác, hai ông cháu thì ăn cơm xong đi ngủ rất là sớm, tại vì là cũng không có việc gì để mà làm đâu các bác. Ở trong ở nhà hai ông cháu thì cũng không có điện đóm ấy, thành ra là điện thì cũng xài cái bóng đèn năng lượng ấy, thì cũng xài rất là tiết kiệm. Này còn bây giờ thì chắc là cháu Lực cũng xin được kết thúc cái thước phim này thôi các bác ạ. Và xin cảm ơn các bác đã theo dõi hết video. Trong thời gian tới thì cháu Lực cũng rất là mong sẽ nhận được thêm những cái sự đón nhận của các bác tới cho hai ông cháu, cũng như là cháu Lực. Thế còn bây giờ thì Mạnh nói biết nói chào các bà không? Có Mạnh khoanh tay chào tạm biệt không các bà nào? Chào các ông các bà. Bye bye không các bà đi. Cháu Lực cũng xin được chào tạm biệt tất cả quý ông bà của chú anh chị. Hẹn quý ông bà của chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác, nào bye bye nào. Đấy. Ông gửi một lời chào tới tất cả các bác ông nhé. Gửi một lời chào các chị, các bác. Hẹn khề nhá. Xin chào. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về. Xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem Bản Em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà, cô chú, anh chị và tất cả khán giả trên kênh Bản Em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều.